ơi, quay. Hồ em ơi, Từ từ nha. Sắp. Sao đi kiểu đấy? Sao đi xuống dưới rồi? Có bị vướng phải cái bên kia à? Ôi, xong rồi. Cứ từ. Cứ đẩy ra kia tí. Anh ấy ga lên một tí anh. Bị kẹt số hay sao ấy. Ôi. Anh chóng xuống đâu. Nhưng mà có thích giường không? Có. Có à, còn em. Thưa các bác, hôm nay thì cháu có nhận được một cái phần quà là của chị Trần Đỗ Giáng My gửi tặng tới cho là hai anh em mà bị bố là bị rắn cắn chết, mẹ là bỏ đi thưa các bác. Anh em thì trở ra đến đây rồi đấy, nhưng mà vừa rồi thì không may là nó bị đổ xe các bác, bây giờ phải buộc lại thêm một chút. Lời đầu tiên thì cháu xin được gửi một lời chào tới quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì lại có thêm là bạn Nghiêm với lại anh Khương là đồng hành cùng là cháu Lực. Buộc xong chưa anh Khương? Đang buộc đây em. Anh gửi một lời chào tới các bác. Cháu Khương xin chào quý cô bác anh chị. Trên những cái cung đường mà đi xa như thế này thì có thêm một hai người bạn đồng hành thì nó sẽ thứ nhất là sẽ đỡ nguy hiểm hơn, và thứ hai thì thí dụ như đồ đạc hôm nay thì sẽ có để mà chở hơn. Còn bây giờ Nghiêm thì đang buộc thêm một chút. Lùi ra xa một chút được không Nghiêm ơi? Như này, lùi tí nó sẽ không đảo ấy. Không đảo à? Tí không rồi ngồi lên đây được không nhỉ? Tí ngồi lên đây thì đi nó hơi khó một chút. Không thì lùi ra sau. Không, cứ yên tâm anh không biết đấy thôi mà em cứ buộc chặt là đấy. Và hôm nay thì là lên thì cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là gần là 6 giờ 23 phút rồi. Đây, lên thì tối nay sẽ ăn cơm với lại là gia đình của em sinh một bữa của bác. Hôm nay cháu Lực cũng có mua thêm là một chút con ngan nữa, ngan lên để mà ăn cơm cũng lại là gia đình của em sinh. Thật sự ra thì cũng muốn là ngày nào cũng lên cô bác ạ. Đấy, nhưng mà em sinh thì em ấy đi học từ thứ hai đến trưa thứ bảy thì em mới về, còn là đến chiều chủ nhật thì em mới lại bắt đầu lại đi học rồi, thành ra là lên cũng rất là khó để mà bắt gặp em ấy. Hay một phần quà rất là ý nghĩa của chị Trần Đỗ Giáng My và chị là Phạm Thị Lan cô bác. Cháu Lực phải xem lại lại một chút cô bác ạ. Thì sợ rằng là không đúng với lại chị Lan. Của chị Phạm Thúy Lan với lại chị Trần Đỗ Giáng My là cái khoản này là 5 triệu. Và 5 triệu đồng này thì là sẽ để mua giường với lại quần áo cũng như là một số đồ dùng cá nhân cho hai anh em đấy cô bác. Và cái khoản còn dư thì sẽ để là để vào quỹ cho chị Trần Đỗ Giáng My. Đấy, bây giờ thì anh em mình đi về thôi, đi thôi nhỉ? Đi thôi nhỉ? Đến chiều, đến từ tối đây cô bác này. Có vẻ như là có xe cũng khá là nhiều. Ôi, anh Khương, anh hộ em đẩy đấy á. Anh hộ em đẩy đó. Ây da. Đẩy được chưa anh?
từ từ xe bên kia nhá. Chơi. Ôi anh ơi. Anh ơi. Ôi. Anh ơi chạy xuống hết rồi. Rồi em giữ căng. Được chưa anh? Cháu 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 được không anh? Được. Nhiều quay về sao anh chị? Ui, đá cắt phải chân hay sao ấy? Trở lại thôi. Em để cái xe của em đấy đã. Bây giờ chắc phải buộc. Biết là bây giờ có phải buộc lại không anh nhỉ? Được rồi. Em giữ xe anh thôi. Vâng. Thôi nhá, em chắc phải bỏ ra đấy nhỉ? Bỏ ra buộc lại. Đây, con đường đi lên trên nhà của hai em Sình. Đứa cái bạn gái tên là gì anh em nhỉ? La. Bạn gái tên là La, hai anh em Sình với lại La gì? Lên trên đoạn trên này đi rất là khó các bác ạ. Em bỏ hết nhỉ? Ừ. Em cùng lực buộc lại cái này đã. Của em có đấy không? Có cần buộc lại không? Của em á. Anh đẩy xe lên một tí. Đây. Anh đẩy xe lên lên một tí. Thế anh em cầm đầu kia nhấc lên thì nó tháo ra hẳn. Ừ. Lên bằng bằng. À, chỗ này không cần dựng. Bằng chưa? Được chưa? Sang bên này tí đi. Cần chưa? Cần nữa anh nhỉ? Cứ buộc từ đây đi đi. Hả? Buộc từ đây đi. Buộc một bên. Không buộc như này. Không buộc như này. Anh kịp kéo chưa đó? Cái này lăng nhăng sang bên này quá. Anh bố bên đây đâu anh nhiêu? Anh Khương anh bố bên đây đâu? Con Ngan chết chưa? Anh. À con sống rồi. Con sống à? Sợ rằng đấy có một lúc vừa rồi em bị đổ em đè vào đó. Vẫn đồng bậy. Đập ra kéo này. Úi úi. Sẽ trôi trôi ấy. Trôi à? Đập đỡ. Hôm nay thấy lạnh. Giờ thấy nóng. Bị đau hay đèo cho? Không bị sao đâu anh ạ. Vừa rồi bị đổ mũi rồi trời. Cái đoạn này như là cái chỗ mắt cá này bị đập phải đá hay sao ấy. Thôi thế em đi với nhân xe kia để anh chở cho. Nhưng mà anh người to đi được không? Được. Hả? Anh ngồi sang này anh ạ. Như là anh nghiêng ra bên này ấy. Anh thế anh thử ngồi xem nào. Được không anh? Cứ kéo sang kia tí nào. Được không anh? Đấy bây giờ thì để cho anh Khương phải đi đi một đoạn nữa các bác. Chỗ này thì nhiếp em để đây các bác. Đây các bác. May là cái chỗ này là còn hôm nay là còn không mưa các bác. Vừa rồi thì không biết là bị đập phải mắt cá hay sao ấy. Chỗ này bị tím hết rồi. Nhiếp đi được không? À. Anh Khương thì là người to hơn, thành ra là anh ấy có thể là xe thôi ấy. Đi được thật nhá. Được thật nhá.
nó bị sốc quá đấy, là một phát là bốc đầu các bác, bật cái là lên trên này luôn này, bật một cái là may là không đi xuống dưới. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lại đuổi theo anh Khương với lại bạn Nghiêm. Hôm nay thì rất là may là có thêm anh Khương với lại bạn Nghiêm để đi cùng, thì mới gửi cái phần quà đấy cho hai em. Lên trên này thì một đoạn là có một đường bê tông nhỏ nhỏ các bác ạ. Đoạn này thì hơi khó. Biết là lại bị đổ. Hả? Thử hết xăng ấy. Thử hết xăng á? Có, nãy em vừa đổ mà. Nãy em vừa đổ xăng mà. Anh ở ga to đi. Không, vừa rồi chắc là nó bị đổ ấy. Anh thấy tắt máy đạp đạp này. Từ từ nhá. Không. Anh được chưa anh? Đi nổ thôi. Đấy, em đổ xăng mà. Hay là nó bị tắc xăng rồi nhỉ? Tôi có gì á? Tôi có gì á? Chờ ô gì nữa. Rồi. Côn này, côn. Côn đâu ở xe không? Xe xe không côn đâu. Tầm dưới đây thôi. Kiểu kéo côn hết. Đập em. Đây, xem xe của Nghiêm xem cái nhà. À. Rồi, được rồi. Cứ tưởng là hết xăng rồi các bác. Giờ mà hết xăng thì nói thật là trên bản này là không có ai bán xăng đâu các bác ạ. Ôi. Mày qua đến đoạn là có đoạn đổ bê tông đúng không ạ? Nhà của em hai anh em Sình với La các bác là tít trên cái chỗ mà khu cái chỗ đám mây rồi. Không biết là hiện tại nó được cả ghi hình thì các bác có nhìn thấy không? Hiện tại thì trời khá là muộn rồi các bác ạ. Lên trên thì khá là xa. Trên nhà các em ấy. Đây, em dựng lại xe cho người ta gọn gọn nhé.
Bắc vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đến chỗ nhà của em Sình rồi. Thì em Sình cũng thấy là khá là đông xe lên ấy, thì em cũng chạy ra đây. Sình thì hôm nay là có biết là chú mua giường lên cho không? Không. Thế biết cái này là cái gì không? Không. Không biết đâu à? Ừ. À, thế thì bây giờ Sình khoanh tay cháu con có bà nhá. Con chào các ông các bà. Rồi, thế Sình ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm đâu à? Ừ. À, thế thì đợi chú trong tí ăn cùng nhỉ. Hôm nay thì cháu Lực có vừa rồi các bác bảo mua lên con ngàn đấy. Thế Sình bây giờ hộ chú cầm được cái gì đi vào đấy? Hả? Bây giờ hộ chú cầm được cái gì đi vào không? Cầm vào những cái thanh giường nhỏ này đấy. Đấy, anh xem. Cái này để tính cho. Đây. Cháu cầm con ngàn vào. Xong rồi ra đây hộ chú nhá. Tại vì là ở bên này có khá là nhiều đồ. Ông có ở nhà không? Có à? Thế bây giờ bảo ông ra đây nhá. Ờ. Từ từ ra anh đặt xuống đây ra để gỡ ra hết á, xong thì một mình em cũng không gỡ được á. Thế còn một tí nữa đi vào nhà thì cháu Lực sẽ nói là kích thước cái bộ giường hôm nay cháu Lực mua bao nhiêu và mua tổng thể bao nhiêu các bác nhá. Ở trên nhà của các em ấy thì hiện tại là có sương mù rất là nhiều các bác. Có thể là bây giờ cháu Đức đang dùng máy quay để ghi hình ấy, nó sẽ phá sương mù một chút. Nhưng mà mấy anh em lên là còn phải mặc áo khoác lên ấy. Anh Cường thì người to to đi on xe quay lên trên này thì có thấy yếu yếu không anh? Được em ạ. Vẫn đi được à? Đi dễ hơn. Ở những cái cung đường ở trên vùng cao thì hầu như là cũng không có lạ gì với lại mấy anh em cả các bác ạ. Ta làm bèng mây không ạ? Mây ạ? Hoàn tròn này. Bảo ơi, nhớ cái tưới một thôi. Bảo là mua giường cho ông với lại Sình. Thế thì... Chào ông nha. Ông ăn cơm chưa? Chưa. Chưa đâu à? Vừa rồi cháu cầm một ngàn lên đấy, ông đun nước hộ cháu nhá. Vâng. Bây giờ ông hộ cháu là khanh như này đi vào nhá. Đây, ông là ông của Sình của bác ạ, một người ông mà phải nói là rất là khổ của bác ạ. Đấy, bây giờ thì các cháu thì cũng lớn lên rồi thì ông cũng đỡ vất vả hơn một chút. Hôm nay ông đi đâu làm gì không? Hôm nay ông đi làm ruộng cho. Đi làm ruộng à? Vâng, thế là thì là già cũng phải đi làm. Vâng, thế bây giờ ông hộ cháu là bác cái này đi nhá. Vâng. Sình ơi, đây. Nào. Sình ra đây em. Đấy. Sình lấy cái này nhá. Rồi. Anh mới được vang lên. Ôi từ anh ơi, mình phải mở cốp lấy cái đồ lắp ra. Nghiêm cùng ông là vác một cái kia thôi, còn là cái kia thì tí một người nó ra vác sau. Ông vác một tấm trên thôi. Thế được. Đây, thanh niên này, cho nhờ thanh niên này vác này. Hộ anh bê cái này đi cái. Đi cẩn thận anh Khương nhá. Đấy, phải đi thụt lùi đấy anh Khương nhá. còn không có đèn cơ. Đi xe cho. Dạ. Đi xe đèn cho. Đây này, có thấy không? Sinh ơi, đâu rồi? Hồ Anh mở Sinh. À đây rồi. Anh Khương này có vẻ là biết cách mở cửa hơn. Thôi. Cầm ngang. Đồ bên này anh. Thấy là cái giường của hai anh em này. Tí thay chỗ này luôn ông nhá. Vâng. Phải thay cái giường này cho hai anh em nó ngủ đây luôn. Ông với bà là ăn cơm chưa? Chưa. Chưa à? Thế ông đun một tí nước nhá. Đun một tí nước thì bây giờ là coi như là ba anh em mình sẽ phân chia ra là lắp giường cũng như là đun nước để mà mổ ngan nữa. Oh, yo.
Ồ, bố má Phạm này rồi. Sinh ra đây. Chị đi đâu rồi? Chị ở kia à? À. Chị La đâu? La ơi. Bây giờ thì cùng với lại gọi chị ra là dọn chăn nhá. Dọn chăn xong là các chú lắp nhanh thôi nhá. Tối nay ngủ nhà mới nhá. À tối nay ngủ giường mới. Bây giờ thì cho hai anh em dọn nào ông ạ. Không sao đâu. Đấy, một tí nữa thì dọn sau. Đấy, nói chung là nhà thì nhìn thấy là ngôi nhà của ông thì cũng khá là tương đối là rộng rãi đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên thì tuy nhiên thì ông với bà là cũng bận đấy, cho nên là không có dọn dẹp được là bao nhiêu cả. Đấy, 190 ạ bà. Ta hơi không chỉnh không bay căng quá đâu sao này. Ồ. Con bảo tên nào mà bài mà xỉ lao đấy. Ồ. Nhau. Ồ. Bố bố ra chưa? Cho xỉnh là dọn thôi. Cái giường này chắc là ông cũng làm lâu lắm rồi đấy ông nhỉ? Lâu rồi. Giường này thì ngang tuổi bằng cái nhà không ông? Cái đấy. À. À. Lan La. La ra đây, ra đây. La thì hôm nay La đi đâu làm gì đấy? Chăn trâu ạ. Đi chăn trâu à? Thế là chào con các bà nhá. Vâng ạ. Ờ. Con chào các ông các bà. Rồi. Hôm nay thì là được nghỉ mấy giờ về? Về nhà là phụ ông bà là đi chăn trâu luôn à? Vâng ạ. À. Thế thì một tí nữa La là cùng phụ các anh để nấu cơm nhá. Vâng ạ. Rồi. À. Anh mua giường lên cho là hai anh em ngủ nhá. Mua giường mới nhá. Hai anh em dọn kia nhá. Đấy cùng ông với lại em dọn nhá. Này thì có cái ạ, từ từ. Ông đặt ngang là ông đặt dọc xuống. Đặt ngắn ngang đi nhở. Cho nó ra bên kia ông nhở. Cho cái to này ra bên kia xong là cái nhỏ ra bên này. Đấy. Đấy, ui cái giường này. Một tí nữa quét dưới sau ông ạ. Ơi, nhấc cái là sập luôn cô bác ạ, cái giường đấy. Không phải là cái giường nữa rồi đây. Đây gọi là đây như cả là một cái phản thôi đấy cô bác ạ. Sinh ơi, ra đây chú bảo. Sinh muốn đặt cái to này đi ra bên kia là đặt cái to ra bên này. Hả? À? Sinh muốn đặt như nào? Sinh muốn đặt cái to này đi ra bên kia không? Chắc là chưa có hình dung ra, để một tí nữa hứa cái này xong thì chú bảo nhá. Cháu được hỏi là biết là cái giường không, còn không biết là giường đấy cô bác. Đấy, hai anh em cùng nhau dọn nhá. Ê, phải ngủ những cái chiếc giường như này thì phải nói là nếu mà như rắn rết vào đây cô bác thì cũng rất là nguy hiểm đấy cô bác này. Cô bác này nhìn thấy là ở dưới này hầu như là nó là một cái phản đặt ở trên thôi. Đoạn này nữa. Rồi. Bạn bên kéo cái đầu trên lên một tí. Đâu nào? Nhấc lên, đẩy lên trên. Đâu rồi. Thế á? Đây. Rồi. Nó có khớp. Nó có vừa không? Được rồi. Từ từ. Đổi lại. Thôi đổi lại. Rồi. Đó,
Anh đảo đảo đầu nó lại xem nào. Không, nó đã vào bên trong rồi chứ. Không, cái bên này nó phải ở trên. Nó ngắn hơn. Làm gì? Cái đấy là nó quay ra bên này sao ấy? Không, cái này nó quay vào trong để dắt giường kia vào đây mà em. Đúng không? Ê. Không là khác cho lúc. Đúng rồi, anh Khương anh xoay lại lấy cái đầu nhỏ hơn đấy, số biên nhỏ hơn đấy, cái chỗ này này, đấy, đảo quay đảo lại. Nhưng mà em không hiểu là cái thanh dắp giường nó phải kê vào đây chứ. Đảo lại đây. Có khi là nếu mà mình thanh này chỗ này được đấy, được chưa? Từ từ ra kia mày, bên này đó, cho bên này ra nữa. Cho bên này, cầm nhá. Cứ cho từng bên đi. Đó, mình phải cho hai cái chứ. Đây, chân ông nha. Đây. Chỗ này xem mà. Nó sẽ tên này. Tên này. Đấy, được rồi, vào đây, đóng đi. Nghiêm đi đó. Thái thả ở lúc rồi mà. Rồi đóng đi. Ôi, rồi đắp phong à? Đây, thưa các bác, hiện tại thì là mấy anh em lắp xong rồi các bác ạ. Phải nói là nếu mà tí nữa đến ăn cơm chắc phải 8 giờ đâu nhỉ? Vâng. Đây ở bên này thì là vừa rồi cháu Lực cũng nó bảo là bà với lại các em là dọn xong một chút thôi, để một tí nữa. Đấy. Đấy, được, vừa rồi nó bị tuột ra một tí không ạ? Vâng. Đấy, trong lúc, cái này là em nghĩ là vừa rồi lúc mà em bị ngã xe đấy anh ạ. Ừ. Nó bị tuột ra. Đấy, còn hiện tại là Nghiêm, bạn Nghiêm thì đang lên bên kia để mà làm thịt ngan rồi. Ở đây còn một chút cái trống. Cái này thì nhấc khung kia xong rồi tí nữa anh sau anh nhỉ? Đúng rồi. Cứ cho khung sang kia đã. Cứ cho đấy, cho cái tí nữa. Được rồi, lấy khung sang kia. Ừ. Cho bây giờ phải đến... Lực nhấc luôn nhỉ? Nghiêm ơi! Nghiêm à? Được mà. Dừng tay được không? Được mà. Hai ông... Ê, từ anh. Ông nhấc phát nữa. Đây à... Ông muốn đặt ở bên này hay là bên nào? Được bên này. Xình, ra đây chú hỏi. Sinh muốn để như này hay là để quay ra kia? Quay bên kia đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là... Sinh ơi! Sinh à, dọn cái hòm kia ra đi, thì mới để được vào. Đấy, dọn cái hòm. Đấy, xinh cái nhất cả các... Ôi, nặng ấy nhở? Nặng không? Không nặng không? Thưa hơn chút để... À, dày hơn. Không, dày hơn chứ anh, nó không phải thưa. Đấy, sắc quá. Đấy, còn hai thanh nữa. Cái thanh này thì em cũng xin ăn nhiều hơn. Thanh đấy. Đấy. Đây. Anh nhấc được chưa anh ạ? Từ xem ông lấy cái đồ này ra. Cái này thì một tí ấy, không để được sát được giường đâu ấy. Tại vì là cái kia kìa. Không thì hay để sát cái chân đấy được. Để sát cái chân thì kia nó sẽ thòi ra. Thôi ra chỗ đi lại đi vào giường ngủ được. Thử xem là thử để xe. Đây. Để ý là xế đông đút đánh tao. Sao bỏ thỉa lên đây xếp tư? Thì với tao ra. Mấy cả một phá đi. Đấy. Đấy. Đẩy đẩy vào, đẩy vào anh Khương. Đẩy vào. Đẩy vào. Đẩy vào. Để một lối nhỏ đi lại luôn không nhỉ? Đấy. Từ từ cái này anh nhấn cho nó cái điều.
À nó không lại đều rồi. Nó không đều. Xem vuông. Em cứ đẩy rồi. Nhưng mà phá tiền nó sẽ xấu. Anh xem kia vuông chưa? Vuông rồi, vuông. Vuông nha anh. Vuông đúng không? Vuông. Vuông đúng không? Vuông. Thế là bây giờ là bẻ cái này. Đấy. Đây là có đông bạn nhỏ hơn đấy nhờ. Nào, xinh. Mà đóng đinh vào ấy mà. Nhá, xinh đi. Nào, xinh đi. Đánh mạnh ra. Giữa này nữa, giữa. Có thể đây là xinh. Đấy. Xem cái đinh này có sao, không sao. Đinh không sao đâu anh. Nào, xinh hộ chú nhấc, nhấc cái bên đấy, nhấc bên đấy. Nhấc, nhấc. Nhấc, nhấc. Nhấc, nhấc đi vào, đi vào. Đấy, đi vào. Mà bê hút mông ra. Mà bê hút mông ra. Đấy, đi vào. Đấy, đặt được chợ, cái này là một tí mình phải lấy dao cắt đây anh ạ. Ngon anh. Đó, đặt xuống. Lấy dao cắt đây một tí. Nó bảo thế ạ? Nó có cương không? Có gì? Không phải nó dài đâu. Dao cắt thì nó mới đi xuống được ấy. Này lấy cái dừa nào nó cũng phải cắt mà anh. Cắt đó. Vâng. Bên kia vào chưa? Được rồi. Không phải cắt. Có những cái đi. Rồi rồi ông ạ. Không phải cắt gì? Rồi không phải cắt. Từ từ em để cái này sai. Thanh giáp từ từ ạ. Sai sai. Sai à? Nó phải để sát vào đây. Không nhấc nhẹ. Cái chỗ tay của anh nó bị chạm rồi à? Tay của anh. Tay nó bị chạm rồi này. Phải cho hẳn nó ra, cho vào trong này đấy. Đấy cho nó này. Anh cho bên đấy 3 triệu. Như là sẽ có một bên là phải cắt không? Đây nó đang bị phướng ở chỗ nào ấy. Đây này bị đẩy phướng. Vừa thay này thay thay. Đấy. À cái chiếu. Sinh ơi. Cái chiếu đâu rồi Sinh? Đấy. Chiếu mới đâu ấy. Đấy đúng rồi, đúng chiếu đấy. Đấy, mùa này thì là không phải là mùa đông ấy, cho nên là cháu Lực không có mua đệm cho máy cả. Đấy, bây giờ lấy chăn về để đâu rồi? Chăn đâu? Đấy, lấy chăn về để đi. Đấy, thế là xong một cái giường đẹp cho hai anh em Sinh rồi. Cái giường này thì là nếu mà vào mùa hè thì ba người vẫn ngủ thoải mái không ạ? Bốn người vẫn ngủ thoải mái à? Gấp lại. Nào Sinh đâu anh? Ra bên kia gấp chăn nào. Gấp cho nó gọn. Buổi sáng dậy ra là Sinh hai anh em là phải gấp cho nó gọn gàng nhá. Chăn màn nhá. Không được là ở bờ bộn đâu nhá. Đấy, gấp để đây này. Đấy, hôm nọ thì là cháu có lên trên nhà ông đấy. Thì là cháu ghi hình về là hai anh em đấy. Thì ở đây thì có chị là Trần Đỗ Giáng My với lại chị là Phạm Thúy Lan là ở bên Hồng Kông. Là chị Phạm Thúy Lan là gửi cho ông gửi là 1 triệu. Còn chị Trần Đỗ Giáng My là gửi là 4 triệu. Cái khoản này thì là chị không có bảo với cháu Lực là đưa tiền mặt cho gia đình cả các bác ạ. Cái khoản này thì sẽ thứ nhất là để mua một bộ giường này. Và thứ hai thì sẽ để mua quần áo mới cho hai anh em cũng như là một số đồ dùng sinh hoạt nữa ông ạ. Thì là có thể như là hôm nay thì cháu chỉ là mua được một bộ giường thôi. Thì ngày mai cháu sẽ mua quần áo cho hai anh em sau. Như Sình thì có thích cái giường này không? Có. Có à? Cái Sình gửi một lời cảm ơn tới thứ nhất là bà Trần Đỗ Giáng My và thứ hai thì là bà Phạm Thúy Lan nhá. Thấy bà con xin cảm ơn bà đã gửi
tiền để mua giường cho con nhá. Con xin cảm ơn hai bà. Xin cảm ơn hai bà. Đã gửi tiền mua giường cho hai anh em. Con chúc hai bà thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi đấy, bây giờ thì La nhỉ. Vâng. La thì gửi một lời cảm ơn tới hai bà nhé. Con xin cảm ơn hai bà. Con xin chúc hai bà thật nhiều sức khỏe. Rồi. Đấy, hai anh em thì cũng là dân tộc thiểu số của bác ạ, cho nên là để mà nói được những cái lời hay thì hai anh em nói rất là ít. Đấy, ông thay mặt hai cháu là gửi một lời cảm ơn tới hai chị ông nhé. Vâng. Thì nói như nào nhỉ? Ông cứ nói cảm ơn thôi, những gọi là những cái những lần mà người khác cho ông những cái phần quà gì ấy thì ông biết ơn như nào, ông thế nói như thì nào? Là coi như là người khác cứ cho cái ông các cháu thì là ông có cảm ơn. Vâng. Cả những các cháu. Vâng. Bà thì chắc là chỉ biết đến nói từ sóng sánh thôi nhỉ. Bà hát khẩu mèo, hát khẩu nông, cảm ơn quan tâm bà. Hát khẩu mèo đây. Ừ, vâng. Wa cha nhua chao cha nhua la ma sa rồi pi cha tu cha nhuan cho ai pu ha ye tu nhuan cho ai cha nhua la ma sa cha nhua la to sai ha mày wa chao á. Đấy, bây giờ thì hai anh em thì ai biết nói tiếng phổ thông nhiều hơn? Chị biết nói nhiều hơn là em biết nói nhiều hơn? Chị à? Thế thì chị La để dịch xem là vừa rồi bà nói gì nhá. Vừa rồi thì bà nói gì thì La lịch dịch lại nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bà cháu nói là bà cháu chúc hai bạn có sức khỏe. Có thể là tiếng Mông nói hơi dài nhưng mà thu hẹp lại thì nó cũng sẽ rất là ngắn cô bác ạ. Và cháu Lực sẽ mua quần áo cho hai anh em là sâu bác. Hôm nay cháu Lực chỉ mua giường thôi. Hôm nọ thì chị cũng có bảo là mua nệm mọi cái lên đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên thì mùa này nó là vào cái mùa nóng ấy, chỉ là không cần là mua máy. Đấy, lúc nào mà lạnh thì là chú lại mua cho sâu nhá. Anh lại mua cho sâu nhá. Mua cho hai anh em nhá. Đấy, hai anh em ngủ dậy xong là buổi sáng là gấp chăn màn cho nó gọn gàng nhá. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là ông, bà với lại hai em nữa gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới chị Trần Đỗ Giáng My và chị Phạm Thúy Lan. Chúc hai chị ngày một thành công và rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được là hai chị là đồng hành cùng cháu Lực là nhiều hơn để giúp đỡ được nhiều những hoàn cảnh hơn. Mặc dù là hai chị ở một cái nơi mà cũng rất là xa xôi đấy, nhưng mà lúc nào trong tâm của hai chị thì cũng hướng về là người đồng bào ở trên vùng cao, cũng như là người nào mà khó khăn ở trên Việt Nam cô bác ạ. Phải nói là khi mà cháu Lực làm một cái người cầu nối gắn kết được, có duyên gặp tới hai chị thì cũng là một cái duyên rất là lớn cô bác. Thế bây giờ thì ông cháu mình nấu cơm ăn cơm thôi ông nhỉ. Vâng. Chắc là cả gia đình thì cũng đói rồi ông nhỉ. Chưa, không đói máy đâu. Vẫn chưa đói à? Không đói máy đâu. Hai anh em thì đói chưa? Chưa. Vẫn chưa đói, vẫn chưa đói à? Ừ. Nhưng mà hôm nay đi làm gì với ông ấy? Hả? Hôm nay đi học về đi ấy, thì là đi làm gì với ông?
Có đi với ông làm ruộng không? Có dễ sáng nhiều đấy đúng không? Đi chăn trâu thôi. Chăn trâu à? Em sình đấy các bác, thì tiếng phổ thông là có những từ là không biết. Thí dụ như hôm nay là cháu Lực hỏi là em đi làm gì ấy, nếu mà em ấy đi làm ruộng hay là như thế nào là em cũng không biết nói mấy đâu ấy. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm của bác nhé. Còn bây giờ cháu Lực sẽ ra bên kia hộ là bạn Nghiêm, thì một tí nữa ăn cơm cháu Lực sẽ ghi hình sau của bác nhé. Đấy, thưa các bác, hôm nay thì là cháu Lực cũng đã gửi xong cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy với lại chị là Phạm Thúy Lan. Đấy, vừa rồi thì hai chị gửi bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã nói rồi các bác. Và cái giường này thì là cháu Lực mua là 2.300.000 và 350.000 và mua thêm là cái chiếu này 50.000 nữa thì tròn là 2.400.000. Thì cái khoản còn là dư đó thì là sẽ để mà mua thí dụ như là quần áo cho hai anh em Sình với lại Sình với lại La. Đấy, anh Khương thì bây giờ hiện tại là đang chặt nốt là con ngan hôm nay là cháu được mua lên nữa. Đấy, còn có thêm là một bạn gái với lại đây là con ở nhà Thiên cô bác ạ, nhà Trên đây. Tôi giặc lâu nay độ. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi cô bác. Hiện tại là bây giờ là gần 9 giờ rồi. 9 giờ rồi nhỉ? Bây giờ là 9 giờ rồi. Hôm nay thì ông với bà là đi làm về muộn đấy các bác, thành ra là khi mà cháu Lực lấy giường lên ấy, thì ông với bà cũng là đợi mấy anh em xong thì mới ăn cơm. Này cái này búc thêm một bát nữa nhỉ? Có bát không? Sinh ơi còn bát không? Hay cho anh thêm một bát nữa. Mua muối ngan lên thôi, còn đũa này là nhà ông bà là tự trồng được. À đây đây. À không. Còn món à, còn món gì nữa không? Còn món gì? Món này là mộc ấy à? Đây là rau cải à? Rau cải. À, rau cải xào với lại hình như là xương sao các bác ạ? Vâng. Cái này là anh ấy để gì đây? Anh chưa biết là ngan để đâu. Như em múc cái này nhá. Cái này rồi, bây giờ để thi đấu. Để cái một cái tắt bật đây. Bật tóc chứ? Ừ, cái xe máy tu. Cái không lúc ngan để cả châu này luôn nào không? Hả? Ngan để cả châu này luôn á? Để cái gì? À đây đây, đó, bà đỏ đi. Đỏ đi. Vẫn luôn đặt rồi, nè. Thế cái này ngan này để bắt đỏ đi. Còn đây thì sẽ để mua vào đây, mua vào đây. Có bị làm vậy thì tại vì ta có anh nữ em nghiêm em dọn vào anh ấy này đứng nhìn hơi lâu thì cái này là gà đông lạnh là ông hôm nay là ông đi làm ruộng là ông mua lên à? Vâng. Bây giờ người ta bán bao tiền một cân ông? 60.000 một cân. 60.000 một cân à? Khá là đắt đấy nhỉ. Có cả bà bán 500 mà bà chỉ mở. Giao đi hả? Bát nước chấm là anh cho thêm muối ở đâu nhỉ? À đây. Muối lại thêm này. Bát đỏ đâu? Còn bát đỏ. Nào mới làm bát. Chúng mày đi cửa. Ấy, mi á? Ồ. Để không được không sao. Thôi sao? Này phải cho tí nước chứ. Múc khô quá. Đâu nhỉ? Bắt còn không nữa, còn thì múc ra hết. Ngồi đi. Ông là ba năng lắm ạ. Ba năng lắm ạ. Đấy, hai anh em ra ngồi ăn đi. Lấy ghế đi. Ô. Mất tao rồi. Mày ghế đi. Bữa cơm là nay thì có vẻ như là sẽ rất là ấm cúng các bác. Một bữa cơm mà phải nói là ông với bà chưa từng có bao giờ cả. Mà phạt cũng là làm chứ đâu. Mà phạt đâu. Hãy lấy ghế ra đây, xếp ra đây đi. Xin. Hãy La, lấy ghế ra đi.
đây là về chỉ khâu thức ăn đó, ôi chú mèo mông rồi đó, đấy chưa chỉ khâu thức ăn đấy, khó lẽ mà, nào La ngồi đây đi La, đấy ngồi đây với anh rồi, ngồi đây, anh ngồi đây cho bạn bạn gái ngồi ra bên kia, ăn cơm đi. Đây à, La là ngồi ở kia múc múc cơm nhá. Đấy ngồi lại lớn ngồi kia múc cơm đi. Ừ. Đấy. Còn à. Hả? Mà. Đấy phát à, bây giờ. Đấy, phát đũa phát. Đấy nào bạn gái kia ngồi đây này. Bạn gái ngồi đây. Đây, ra đây ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây ngồi, ra đây ngồi với anh nhỉ. Đấy ngồi với anh nhỉ. Còn đánh tí người kia. Đấy. Đấy, ngồi bên này. Đây này, đây có ghế này. Đấy. Đấy nào, xếp phát đũa đi. Đấy, trẻ con là trẻ con là phải phát đũa. Không không, không kia kia là cho bạn đi ngồi đây, cho em gái ngồi để em ấy múc cơm. Đấy. Em anh ngồi đây được không? Đây, bây giờ thì cũng khá đói rồi các bác ạ. Chắc là cháu được cùng cùng tất cả các em với lại ông bà nữa ăn cơm. Thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm cô bác nhá. Đấy ông ăn cơm đi ông nhá. Rồi, chúc xin. Đấy. Đấy. Sút lắng cái này ra, các cặp nó cần dầu dầu tí nữa. Ok, nó thường. Đấy, một bữa cơm mà phải nói là rất là ấm cúng luôn các bác. Hôm nay thì là cháu Lực cùng với lại là mấy anh em là có là 4 người. Đấy, có gồm có thịt có thà là đầy đủ rồi. Đấy bây giờ thì thanh niên này mời các bà ăn cơm nhá. Biết nói tiếng phổ thông không? Mời các bà ăn cơm. Mời. Đứa cháu bé này không biết nói nhiều đâu. Nói đi thôi. Đấy bây giờ thì xin khoanh tay mời các bà ăn cơm. Con mời các bà các ông ăn cơm. Ăn cơm. Rồi nào. Con các ông các bà ăn cơm. Rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả các ông các bà là cùng với mấy anh em ăn cơm với nhé. Ăn cơm được không? Vâng. Thôi ăn cơm đi. Anh Khơn cơm ăn đủ chưa? Ăn đủ chưa nhỉ? Mời ông bà ăn cơm nhé. Vâng, ăn đi. Mấy đứa ăn đi. Nghiêm ăn đi em. Chắc đi cả ngày đói chứ. Đây cho ông là miếng bát này là bát của thanh niên kia đi nhỉ. Vâng. Đây đây. Còn nay thầy ơi, bát chưa? Đây ông ăn cơm đi. Đây ba ơi. Ăn đi. Ô đũa của em đâu nhỉ? Đây. Đây đây đây. Rồi, cháu xin. Có chưa? Nào đây. Đùa đùa. Cho nó rồi, cho nó xong à. Nào thanh niên này nào. Thiếu là thiếu một cây cây đũa nữa. Tao tăng hả? Đâu rồi? Thiếu một cái đũa của ông nữa. Đây, bạn gái này gắp chưa? Chưa có à? Ra đây. Anh gắp cho. Anh đội không cháu đâu nhỉ. Anh Khương ơi tự gắp nhá. Nhiều tự gắp nhá. Tự gắp thôi. Mất thủ lục quá. Trời à. Cơm mày nấu ngon đấy nhỉ. Hôm nay là hôm nay ăn nấu cơm ở Sinh. Ông ơi bà nấu cơm. Hả? Ông mời các cháu cơm ấy nhỉ. Vâng, ông ăn đi. Ừ.